Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh gì trên channel. Thì hôm nay mình sẽ ra một video đó là gói hàng cho bạn Nguyễn Phương Thảo. Bạn này mua của mình rất là nhiều đồ luôn. Đây ha, tổng của bạn là 200 nghìn. Cảm ơn bạn đã ủng hộ 200 ngàn nữa nha. Bạn đó mua hết ba em búp bê của mình luôn. Ba em nha. Em này là 45, em này là 55, em này là 60. Hai em này 45 và 55 là 100. 100 và em này 60 nữa là 160. Thì ship 40 nữa là 200 chẳng luôn nha. Rất là xin em này khớp ngực hơi bị lỏng nha, mong bạn thông cảm. Và kèm theo ba em này là đồ nha. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu từng bộ đồ. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu đồ của Bobby Ken trước đây nha. Đồ của Bobby Ken thì được tặng kèm là một bộ đồ, một cái quần, một cái áo, một đôi giày nha. Đồ tặng kèm của Bobby Ken. Tiếp theo là mình tặng kèm của em Bobby Nhật Bản này, rất là xinh luôn. Em này tóc rất là nhiều, rất là dài luôn nha. Rất là xinh luôn. Khớp ngực hơi bị lỏng một tí. Kèm theo của em này là một đôi giày và một bộ váy rất là xinh luôn ha. Đây là váy kim tuyến cho nên là rất là đẹp. Tiếp theo là kèm theo bộ đồ của em mắc nhất. Em này có body khác với những em này nha các bạn. Mình sẽ cho các bạn so sánh nha. Em này thì body của nó là màu xám. Đây nha. Các bạn thấy không? Bên đây thì nó sáng hơn. Đây là body này là cũng không phải là body chắc chắn lắm nha. Body này là body của Bobby chính hãng nha. Đây ha, rất là xinh luôn. Em này hình như là lúc trước mình mua như em này là Bobby chính hãng nè. Nhưng mà tại do ấy cho nên là nó bán hơi bị rẻ tí. Body cực kỳ đẹp luôn nha. 60 em này 45. Thì kèm theo đồ của em này đó là một bộ váy màu vàng cực kỳ xinh, làm từ vải rất là bền luôn. Và một đôi giày nha, một đôi giày rất là xinh luôn. Ha, em này là 60, rất là mát. Mình bán xong ba em này, mình sẽ nhập Bebe Kenzin về bán nha. Hiện tại thì Bebe Kenzin tầm khoảng tuần sau, có thể là tuần sau thì Bebe Kenzin hả mới về nha. Thì mình tặng kèm cho bạn đó ba đôi giày. Nha, đôi giày này lúc trước là mình bán 3k mà bây giờ mình tặng cho bạn đó luôn á. Để tặng nha, cho nên là mình xé cái giá đó ra. Đây, hai đôi này là mỗi đôi là mình bán 7k nhưng mà cũng tặng cho bạn đó luôn. Tặng cho bạn đó nha, đây là hàng tặng nha, không phải hàng mình tặng cho bạn đó luôn á. Tại bạn này mua của hàng của mình rất là nhiều lần rồi. Bạn mua nếu mà tính thì tầm khoảng tổng của bạn tầm khoảng 500-600 gì đó, nói chung là rất là nhiều. Nhưng mà mình cũng cảm ơn bạn đã ủng hộ nha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu gói luôn nha. Đầu tiên mình sẽ gói em búp bê Ken trước. Mình sẽ gói trong một cái bọc như thế này. Gói như này lại. Thì video này nó có hơi dài một tí. Mình sẽ bấm lại rồi nha. Ê da, mình hơi kệ đi, mình bấm rồi mà. Rồi nha, mình gặp bấm em này lại rồi. Mình sẽ bấm em này luôn. Bobby Ken thì khá là đắt nha.
Thì có một bạn bảo mà mình nhập với bacon xin về bán đi. Và mình đã đặt hàng rồi. Tuần sau mình sẽ nhận được hàng. Bạn nào nhanh tay đặt nha, mình nhập về ba em lận. Cho nên là các bạn đừng có lo là hàng sẽ hết nha. Hàng mình nghĩ là bê can xin thì là 130, tùy em nha, tùy tiền em, mỗi em nó có kiểu tóc khác nhau và về nói chung là có đẹp hay không. Nếu mà đẹp thì giá sẽ cao, tóc đẹp thì giá sẽ cao. Còn nếu mà nói chung là cũng tầm được thì giá cũng bình dân thôi. Bình dân mà cũng không phải là rẻ lắm nha. Bình dân tầm của một cây kem xin đó. Mình đã bọc lại rồi. Rồi những em này mình sẽ bọc keo lại luôn. Mình sẽ bọc keo lại. Thì có một em bảo là ra nhiều video nữa đi. Em đó hình như là Lê Mai Anh thì phải, mình cũng không nhớ. Chung là thì mình sẽ liên tục ra video. Hôm nay thì hình như là mình ra rất là nhiều video luôn á. Em búp bê này là em búp bê tóc highlight và body rất là xinh cho nên là giá cũng rất là đắt. Nên là mong bạn thông cảm ha. Rồi mình đã bọc em này lại rồi. Tiếp theo thì mình sẽ bọc em búp bê Ken lại. Đây kem thì cũng rất là đẹp trai luôn. Thì đợt sau mình sẽ nhập những em búp bê chính hãng như là búp bê kem, nhằm búp bê kem xin, búp bê kem xin nha các bạn, búp bê kem xin lận, búp bê kem xin nha. Mình cũng cảm ơn bạn đã ủng hộ kênh của mình. Nói chung là cảm ơn bạn rất là nhiều luôn. Mình bọc thì không được đẹp nha. Mong bạn thông cảm giùm mình. Chung là cũng rất là, nói chung là cũng rất là cảm ơn bạn. Bạn đã luôn ủng hộ kênh của mình. Có một em đó như là em Trân Phạm thì phải, em nó bảo mình nhập gì mà WC thì phải, hình như là WC á. Và anh nói luôn là anh không có nhập cái đó về bán được đâu nha em. Tại vì bên anh thì hàng những hàng mà anh cần bán gấp á, hiện tại thì bán chưa có hết, cho nên là khi nào bán hết thì em mới nhập. Cũng có thể nha, nếu mà bán hết nhanh trong thời gian nhanh nhất thì anh sẽ nhập về, còn nếu mà bán trong thời gian cũng nói chung là cũng rất là trễ đó, thì chắc anh không nhập về được nha.
Bây giờ mình đặt bọc lại rồi. Tiếp theo là em này. Tóc cực kỳ nhiều luôn. Tóc rất là nhiều. Bây giờ nói chung là mình quay nó hơi bị ngược đầu nha, cho nên là mong các bạn thông cảm giúp giùm mình. Chỉ có quay như vậy mình mới gói hàng cho tất cả các bạn rồi thôi. Nếu mà quay ngang như lúc trước đó, thì mình quay gói không được đâu nha, tại vì nó sẽ hợp chúng mới quay đó. Rồi nha, mình đã bọc lại ba em này rồi, rồi bây giờ mình sẽ bọc đồ lại. Đây nha, đồ đây. Đồ và ba vị giày nha. Đây là mình tặng cho bạn này nè. Còn đây là những đồ kèm thôi. Thì bây giờ cũng khá là tối rồi, cho nên là mình nghĩ chắc là chỉ có một vài bạn còn thức thôi. Thì kênh của mình đã tầm 38 bạn đăng ký rồi á, 38 bạn đăng ký. Mình cũng rất là vui khi nào mà tới 60.000 đăng ký thì mình sẽ quay một video để nói chung là mình sẽ tổ chức mini game. Nếu mà kênh của mình được 60 người đăng ký, mini game sẽ được cao cấp hơn và mình sẽ mua quà. Rồi nha. Thì đây là phần 1. Tại vì máy của mình đã quay hơn 10 phút rồi, cho nên là mình sẽ làm phần 2 nha. Nếu các bạn thích video của mình, nhớ cho mình một like và đăng ký kênh của mình ha. Bye bye.